sử dụng luật hấp dẫn sẽ mang lại cho bạn tiềm năng sáng tạo và niềm vui vô hạn, là chìa khóa cơ bản đưa bạn đến thành công và hạnh phúc dồi dào trong cuộc sống. Luật hấp dẫn giúp bạn thu hút tiền bạc, thu hút khách hàng, thu hút tình yêu, thu hút mọi thứ bạn muốn. Hãy nghe video này trước khi đi ngủ và ngay khi bạn thức dậy. Lúc đó, ý thức của bạn ở trạng thái mơ màng. Vào lúc ấy, tiềm thức sẽ giúp bạn thu hút điều bạn nghĩ đến, điều mà bạn nghe thấy được. Hãy để những lời nói của tôi nhẹ nhàng và từ từ đi sâu vào tiềm thức của bạn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Tiềm thức của chúng ta có sức mạnh to lớn, và bạn hãy luôn có lòng biết ơn. Lòng biết ơn để bạn cảm nhận được sự đủ đầy. Chính cảm giác đủ đầy sẽ thu hút mạnh mẽ điều bạn muốn. Điều cần đến đang đến. Tôi là năng lượng giàu có. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là năng lượng của lòng biết ơn. Tôi là năng lượng hạnh phúc. Tôi có cùng tần số rung động với năng lượng giàu có. Tôi dễ dàng thu hút rất nhiều tiền bạc vào cuộc sống của tôi. Vũ trụ luôn yêu thương và đáp ứng mọi ước muốn của tôi. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của tôi đều tạo ra tiền bạc thịnh vượng. Tiền bạc dễ dàng và liên tục chảy vào cuộc sống của tôi. Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên mỗi giây, mỗi phút. Tôi có một trí tuệ minh mẫn. Tôi có một trực giác nhạy bén. Tôi dễ dàng nắm bắt cơ hội kiếm tiền đến với tôi. Tôi dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn. Tiền giúp tôi có một cuộc sống đủ đầy và sung túc. Tiền giúp tôi thực hiện những ước mơ. Tiền giúp tôi có cơ hội giúp đỡ người thân yêu của mình. Tôi cảm thấy biết ơn với tất cả nguồn tiền đến với tôi. Một lượng tiền dồi dào đang chảy đến với tôi. Tôi biết ơn vũ trụ đã luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Biết ơn vũ trụ đã luôn phóng khoáng gửi rất nhiều tiền đến cho tôi. Tiền đến với tôi từ mọi hướng. Tiền đến với tôi rất nhanh và mạnh.
Tôi yêu tiền và tiền cũng rất yêu tôi. Tiền chảy đến với tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là năng lượng giàu có. Tôi là năng lượng đủ đầy. Tôi là năng lượng thịnh vượng. Tôi là năng lượng tài lộc. Tôi tiêu tiền, tiền càng về với tôi nhiều hơn. Tiền ở khắp mọi nơi xung quanh tôi. Tiền bạc dạt dào bao quanh tôi. Tiền bạc chảy mạnh về phía tôi. Tôi càng giúp đỡ nhiều người, tiền càng mạnh mẽ chảy về phía tôi. Tiền sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trong mỗi hoạt động kinh doanh của tôi. Tôi đồng nhất năng lượng dồi dào trong vũ trụ. Tôi dễ dàng thu hút những dòng tiền lớn vào cuộc sống của tôi. Bất cứ điều gì tôi làm đều tạo ra sự thịnh vượng vững chắc. Tiền cho phép tôi trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tiền cho phép tôi giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi là bậc thầy trao giá trị. Tôi là bậc thầy giúp đỡ người khác. Tôi là bậc thầy đón nhận cơ hội. Tôi là bậc thầy kiếm tiền. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi giàu có vì tôi làm những công việc mà tôi yêu thích. Tôi xứng đáng có rất nhiều tiền vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền làm cho cuộc sống của tôi trở nên dễ chịu hơn. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Các dòng tiền mạnh chảy về với tôi từ mọi hướng. Các dòng tiền mạnh chảy về với tôi mọi lúc, mọi nơi. Các dòng tiền mạnh chảy về với tôi mỗi giây, mỗi phút. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là tần số rung động của tiền bạc. Tôi rung động ở tần số của tiền bạc. Tôi là tần số rung động của sự giàu có. Tôi rung động ở tần số của sự giàu có. Tôi là tần số của sự thịnh vượng. Tôi rung động ở tần số của sự thịnh vượng. Tôi xứng đáng có rất nhiều tiền. Tôi xứng đáng với một cuộc sống giàu có. Cuộc sống của tôi là sự biểu hiện của sự thịnh vượng. Tiền bạc liên tục và mạnh mẽ chảy vào cuộc sống của tôi từ mọi hướng. Tôi sẵn sàng đón nhận nhiều dòng tiền lớn chảy về phía mình. Tôi sẵn sàng đón nhận sự giàu có và thịnh vượng đến với cuộc sống của mình. Tôi thu hút năng lượng tiền đến với tôi mỗi giây, mỗi phút. Tôi thu hút năng lượng giàu có đến với tôi
mọi lúc, mọi nơi. Tôi thu hút những dòng tiền lớn, mạnh mẽ chảy về phía tôi mỗi giây, mỗi phút. Năng lượng tiền bạc bao quanh tôi. Sự giàu có xuất hiện mọi nơi xung quanh tôi. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc đến với tôi. Tiền bạc đến với tôi nhiều hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Tôi xứng đáng đón nhận rất nhiều tiền từ vũ trụ. Tôi xứng đáng có một cuộc sống giàu có và sung túc. Tôi là người may mắn. Tôi luôn thu hút về phía mình rất nhiều tiền để làm những việc mà tôi yêu thích. Tôi xứng đáng đón nhận những cơ hội phát tài. Tôi xứng đáng đón nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy về phía tôi. Tôi chọn sống một cuộc đời giàu có và hạnh phúc. Tôi xứng đáng với những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Tôi hân hoan đón nhận tiền bạc chảy về phía tôi. Tôi biết ơn với mỗi đồng tiền đã đến với tôi. Tôi biết ơn với những dòng tiền lớn đang trên đường chảy về phía tôi. Tiền bạc đến với tôi theo những cách kỳ diệu. Tiền bạc đến với tôi dễ dàng và ngay lập tức, đúng lúc tôi cần. Tiền bạc và giàu có bao quanh tôi. Tiền luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần. Tiền luôn xuất hiện một cách diệu kỳ và bất ngờ. Càng ngày tôi càng trở nên giàu có hơn. Càng ngày tôi càng trở nên thịnh vượng hơn. Tôi liên tục thu hút những cơ hội để giúp tôi có được nhiều tiền hơn. Có rất nhiều tiền là quyền bẩm sinh của tôi. Có một cuộc sống đủ đầy, giàu có và sung túc là quyền bẩm sinh của tôi. Tôi là một nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi yêu mỗi đồng tiền mà tôi đang có. Tiền bạc và tài lộc luôn tìm mọi cách để chảy về phía tôi. Tôi rung động với tần số của tiền bạc. Tôi rung động ở tần số của tài lộc. Tôi rung động ở tần số của sự đủ đầy. Tôi rung động ở tần số của sự sung túc. Tôi rung động ở tần số của sự giàu có. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh. Tôi là nam châm thu hút tiền bạc cực mạnh.